Xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục livestream chữa đề thi N3 nhé. Xin lỗi các bạn, CJ đã online muộn mất khoảng 10 phút bởi vì có một số chuyện cá nhân. Rồi trước hết thì chờ CJ một lát để CJ chia sẻ cái livestream này cho nhiều bạn cùng làm cho vui nhé. Phải có khí thế chứ đúng không nhỉ? Các bạn cũng, nếu mà bạn nào mà biết cái nhóm nào mà đông thành viên thì có thể chia sẻ sang bớt cho CJ nhé. Hôm nay bắt đầu trời nóng lên dần rồi. Hy vọng là cái nóng này nó đủ diệt chết con virus kia. Sang mèo chào CJ, chào sang sàng nha. Chờ CJ một lát nhé để CJ chia sẻ cái livestream. Các bạn là chia sẻ giúp CJ nhé. Ai đang xem livestream thì lên tiếng để xin sẽ gọi tên nhá. Suốt ngày thích gọi tên. Chia sẻ hai nhóm luôn. Cảm ơn Sang Mèo nhá. Trần Bá Anh, CC có mong chào Bá Anh. Như Quỳnh, chào Như nhá. Tấn Văn Nguyễn, CC có mong chào. Chào bạn, không biết tên là bạn Tấn hay bạn Văn nhỉ? Hiền Tuyết chào CC. Rồi ok, chúng ta sẽ làm luôn nhá, kiểu đợi kiểu không có đủ thời gian. Nó lại mạng, nó lại dở chứng như hôm trước live N2 thì khổ. Hôm nay chúng ta sẽ làm. Mọi người comment nhá. Chào thầy, xong đi ngủ CC ạ. CC gọi tên em đi, bỏ hai từ cuối đi là được ạ. Chào Duyên, Hồ Lộc xin chào CC. Chào Lộc Sàng. Đà Sàng cô mau comment tích cực nhá. Hương Quế 32, Nguyễn Thùy CC có mong, Hiền Thuyết 32, Bá Anh 11, Như Quỳnh 32, Kiều Ly 22, Duyên Liên Thuyên 32. Trần Thị Kiều Ly chắc bỏ N2 thi lại N3 cho dễ quá. Lần trước N3 kỷ lục là bao nhiêu nhỉ? Hơn 300 người xem, không biết lần này được bao nhiêu người. Chúng ta có chữ đầu tiên là tín với hiệu đúng không? Tín đọc là xin, hiệu đọc là go, có trường âm. Ví dụ trong chữ gì nhỉ? Trong chữ bango. Bango đúng không? Đấy, đọc là go, có trường âm như vậy là đúng của chúng ta phải là gì nhỉ? Single, đáp án số 3. Tiếp theo, các bạn có chữ 2 đúng nhỉ? Số 2 ấy, đây là nhặt được một sen ở trên đường đúng không? Nhặt được, đây là chữ thập ghép bởi bộ thủ với lại chữ gì nhỉ? Bộ thủ với lại chữ hợp thì phải đọc là hero. Vậy đúng của chúng ta là hai hero ta. Các bạn có những chữ còn lại thì đọc là gì nhỉ? Ví dụ đầu tiên là arata. Đúng không? Arata là rửa. Chữ tẩy nhá. Tiếp theo này, komata chữ gì nhỉ? Chữ khốn này, khó khăn này. Và harata là gì? Harata là trả tiền. Trả đúng không? Tiếp theo. Nhật đang suy nghĩ hủy thi rồi, mùng 6/4 thông báo. Kẻ có hủy thi ý, thì chúng ta làm sao đây? Chúng ta cũng phải cố gắng để học chứ, đúng không? Kệ nó chứ, nói chung học, việc học là việc không bao giờ được trì hoãn, đúng không? Không nên hoãn cái sự sung sướng khi học hành lại. Vất vả bây giờ thì sẽ được bù đắp lại sau này thôi.
Bảo Nam 32. Không biết là comment câu trước hay là câu vừa rồi. Kiều Ly 23, Phan Huệ 41, Hiền Tuyết 21, Bá Anh 43, Hữu Huy 41, An Bích Phượng 22, Trần Kiều Ly đừng nghe trên dây lửa đấy, Đông Nguyễn 21. Mạnh Vũ Đỗ 21, Minh Nhật 21, Duyên, Luyên Thuyên 23. Sang Mèo 32. Nó hiện Sang Mèo là người chia sẻ này. Cảm ơn Sang Mèo nhá. Kim Phụng 21. Hương Quế 23. Tiên Tiên 22, Khắc Mạnh 21, Nhật Nguyệt 21, Gia Nguyên 21. Lạc Đà Đi Bão 23. Các bạn có chữ tự và chữ nhiên đúng không nhỉ? Chữ tự nó sẽ đọc là gì nhỉ? Đọc là si. Nó có hai cách đọc, một là si, ví dụ trong từ gì nhỉ? Trong từ này đúng không? Đa số tự sẽ đọc là di đúng không nhỉ? Ví dụ trong từ gì đấy? Zido. Đấy. Zido là tự động nhá, đọc là di này. Chữ nhiên này, đọc là gì nhỉ? Chữ nhiên có hai cách đọc là gen, ví dụ trong từ gen gen. Đấy, gen gen là hoàn toàn không đúng không? Đọc là gen. Và trong một trường hợp nó đọc là nên, ví dụ trong từ tên nên. Thiên nhiên. Thì trong trường hợp này tự và nhiên sẽ đọc là si gen đúng không nhỉ? Cái này các bạn nhớ theo từ vựng thôi là các bạn có thể nhớ được. Tự nhiên phải đọc là si gen, đáp án 2. Số 4, chính trực đúng không nhỉ? Bình thường chính chúng ta đọc là gì? Đọc là C đúng không? C. Ví dụ trong từ gì nhỉ? C các, chính xác nhé. Đọc là C các. Chữ trực chúng ta đọc là chô cự đúng không? Chô cự xếp. Đấy. Thì nếu mà ghép nó đọc là C chốt cự, thế nhưng mà đặc biệt chính trực lại không đọc như vậy mà đọc là gì nhỉ? Shojiki. Shojiki có nghĩa là chính trực. Đáp án số 1. Tiếp theo. Đạt 23 sai rồi kìa. Hà Thảo, Komawa Sensei, chào Thảo Sang nhé. Trần Hoàng Quân 21, Vĩnh Harry, chào Sensei, chào Vĩnh Sang, Minh Quân 31, Minh Quân 12, Hằng Thu 41. Các bạn comment hai câu luôn một lúc nhé. Kenvin Đức 41, Long 13, Đức Kenvin Đức 63. À comment không. Hương Quế 11, Huỳnh Thoa 31, Ngọc Hạnh 5 chọn 1, Bảo Nam 11, Như Quỳnh 11, Anh Kiệt 13, Nguyễn Thùy 31, Duyên 13. Các bạn đều bị lừa rồi, đúng không nhỉ? Chúng ta có này. Chữ vô ấy đọc hai kiểu là mư và bư, ví dụ mư trong trường hợp này, ví dụ mư đi, đúng không? Mư đi nhá. Mư đờ. Đúng nhỉ? Mư gen. Vô hạn này. Đấy. Đúng chưa? Mưa gì nữa? Mưa vô gì nữa nhỉ? Mưa sekinin chẳng hạn, vô trách nhiệm. Từ ghép 3 âm tiết nhá. Ngoài ra đọc là bư, ví dụ trong từ gì nhỉ? Bư đê. À, là cái từ này luôn đấy. Chúng ta có từ đầu tiên ấy là từ gì nhỉ? Từ bư di đúng không? Vô sự này có nghĩa là an toàn này. Và lễ đọc là D đúng nhỉ, không phải đọc là dai. Và bư D nhá. Vậy đúng chúng ta của đáp án này là 3. Câu 5 là 3, rất là nhiều bạn chọn sai.
Câu số 6, cái chữ này có hai cách đọc là Koma Kai đúng không? Và Hosoi đúng nhỉ? Thì ở đây Konopan sữa, cái quần ấy thì phải là cái quần nó chật, nó hẹp, nó nhỏ, không thể mặc vừa chứ không phải. Nếu mà đọc là Komaka thì nó phải là Komaka có cái chữ A, cho có cái chữ K nó thừa ra như này cơ. Đấy. Và nghĩa cũng không đúng nhé, không phải là nó Komaka là nhỏ lẻ chi tiết. Đúng của chúng ta phải là Hosoi, đúng của chúng ta là đáp án số 3. Tiếp theo. Bánh mì nho, chào bánh mì nho. Do mạng của mọi người đấy ạ. Đây CC đang thấy rất là rõ đây. Các bạn xem lại mạng của các bạn nhé. Hiện tại thì nó đang rất là rõ chứ không phải là vấn đề mạng ở đây đâu. Đỗ Quỳnh 42, Nhơn 22. Duyên 42, Như 42 em sửa lại. Đức Quý 42, Đông Nguyễn 42, Minh Quân 4. Hiền Tuyết 12. Hiền Tuyết người chia sẻ này, cảm ơn Hiền Tuyết nha. Trần Hoàng Quân CC khỏe không? CC khỏe. Cảm ơn. Tấn Nhân 42. Từng Tấn Nhân bị đi cách ly corona rồi. Ngân Nguyễn 42, Nguyễn Thủy 42, Đạt 42. Chúng ta có này, chữ này là chữ truyền và chữ ngôn đúng không nhỉ? Truyền thì đọc là gì các bạn? Đen đúng không? Ví dụ trong từ gì nhỉ? Trong từ Dento đúng không nhỉ? Dento truyền thống nhá, hay là Densen. Densen này. Đấy. Truyền nhiễm. Thì trong chữ này ngôn có hai cách đọc, ngôn đọc là gôn, đọc là game, ví dụ trong từ gì nhỉ? Sengen. Tuyên ngôn nhá. Đúng nhỉ? Gengo. Ngôn ngữ này. Thế nhưng mà riêng trong trường này nó đọc là gôn chứ không đọc là game, ghép nó sẽ là den gôn. Cái này các bạn cũng nhớ theo từ vựng đúng nhỉ? Đấy, tin nhắn nó sẽ là dengo chứ không phải là dengen. 4. Tiếp theo, đây là chữ trùng và chữ sỉ đúng không? Trùng và sỉ đọc là trùng bình thường đọc là mushi đúng nhỉ? Mushi. Đấy, đứng một mình đọc là mushi. Ghép âm đọc là chiu. Ví dụ trong từ côn chiu. Côn trùng. Chữ sỉ đọc là gì nhỉ? Đọc là ha khi đứng một mình đúng nhỉ? Và ghép âm đọc là gì? Đọc là si, ví dụ từ ha y xạ. À xin lỗi. À si y cờ nhá. Si cờ đi. Đây, xỉ. Xỉ khoa này, có nghĩa là khoa khoa gì nhỉ? Khoa nhạc, nhà khoa ấy. Thì ghép nếu mà ghép đúng theo quy tắc nó sẽ là âm hai chữ Hán đặt cạnh nhau sẽ đọc theo kiểu âm gì nhỉ? Âm Onyomi, Onyomi phải đọc là chiu si đúng không? Nhưng mà đây không phải, nó không đọc theo kiểu đấy. Cái này là từ mà do người Nhật tạo ra, do vậy là nó sẽ đọc theo kiểu âm cưn. Và gì nhỉ? Và thông thường cái đằng sau sẽ bị biến âm thành thêm tèn tèn thành đục âm. Vậy mu si cộng với ha thành mu si ba. Đó đúng là số 2, có rất là nhiều cái từ kiểu như thế. Ví dụ như các bạn có tegami chẳng hạn này đúng không? Tegami nhá. Hay là gì nhỉ? Ogata này, đấy. Ogata này, cỡ to này đúng nhỉ, hoặc là gì nhỉ, hoặc là tebukuro chẳng hạn. Đó, lưu ý nó sẽ bị biến âm, bị thành biến thành đục âm như vậy. Tiếp theo sang môn đại 2 là nhận diện mặt chữ kanji này. Thủy Nấm, Nguyễn Bá Cường 82 sâu răng, Nguyễn Thắng 82 Tiến Nam, Oyashirazu.
Trang Trang 34. Nãy thấy Trang Trang comment vào gì nhỉ? Vào vào bài trên nhóm đúng không? Phải comment vào bài livestream này này mới hiện ra được. Như 34. Tâm vô thường 4, Nguyên 4, Khắc Mạnh 34, Lưu 34, Đỗ Quỳnh 34, Nguyễn Thùy 34, Duyên Liên Thuyên 34, Thảo Trần 34, Huỳnh Thoa 34, Tấn Nhân 34, Hiền Tuyết 34, Hoàng Quân 34, Ngân Nguyễn 34, Đạt 34. Các bạn học N2 cũng ôn lại, cố gắng tham gia cũng đủ các buổi N3 để ôn lại kiến thức luôn nhé. Bởi vì bây giờ người ta hỏi kiến thức N3 cũng khá là nhiều đấy. Thường là từ vựng thì sẽ nhiều là N2, nhưng mà ngữ pháp nhiều N3, rất là nhiều N3. Chúng ta có này, Nihonji no jinko wa đúng nhỉ, Ichioku nin ni tashita. Vậy đây phải là chữ đạt đúng không? Đúng của chúng ta là số 3 nhé. Đạt đến bằng đấy người. Một là chữ gì nhỉ? Một là chữ trì đúng không? Chậm trễ này. Hai là chữ tốc, nhanh. Bốn là chữ tiến, không phải. Câu số 10, Shitsumon. Shitsumon là chữ chất và chữ vấn đúng không? Đấy, chất vấn, chúng ta xem thế nào là chất vấn nhỉ? Một là gì nhỉ? Một là thất, thất môn. Thất đọc là shitsu, môn đọc là môn. Thế nhưng mà ghép với nhau nó không tạo ra cái từ vựng như vậy đúng không? Thất môn là sai. Hai là thất vấn. Thất này là trong từ thất nghiệp, shitsu điều ấy, nhưng mà cũng không ghép. Đây là nghi vấn đúng không? Đây là ghi môn chứ không phải là shitsu môn. Đúng, chúng ta phải là yomba shitsu môn nhá. Tiếp theo, Minh Quân 4, Hương Giang 4. Các bạn comment hai câu luôn nhé, các bạn không comment lẻ từng câu mất mất thời gian. CJ sẽ không đọc được các bạn nào comment một câu một đâu. Các bạn để khi nào mà xong hai câu thì các bạn comment. CC ơi, nghe đồn thời gian thi ở Nhật bị rời lại hả CC? Chưa nhá, người ta mới chỉ là đang Kento, người ta đang xem xét cái thời gian thi. Không phải là xem thời gian thi mà người ta xem xét xem là có đủ khả năng để tổ chức kỳ thi nữa không. Và đến mùng 6 tháng 4 sẽ có thông tin chính thức. Chúng ta dù thế nào thì cũng vẫn phải học. Nếu mà người ta hoãn ý, thì chắc chắn cả Việt Nam cũng bị hoãn chứ không phải là ở mình Nhật đâu. Bởi vì là không thể người ta nghĩ ra cái đề để chỉ dành cho thị trường Việt Nam được. Mà lúc đấy Việt Nam mình cũng nhiều nguy cơ nữa. Thùy Nấm 1-2, Như Quỳnh 1-2, Khắc Mạnh 1-2, Xuân Minh 1, Thùy 4-2, Quế 1-2, Huỳnh Thoa 4-2. Đạt 1-2. Chúng ta có này, câu số 11. Em biết chữ orete, orete đây phải là gì đây? Phải là gãy, đúng nhỉ? Gãy vậy thì phải là chữ gì nhỉ? Chữ chiết đúng không? Chữ chiết nó sẽ ghép bởi bộ gì? Bộ thủ ở bên tay trái và bộ cân là cái rìu bên tay phải. Cầm cái rìu đúng không nhỉ? Và chặt làm gãy tay ấy. Đấy, cầm rìu chặt củi, chẻ củi, mỏi gãy cả tay. Đúng, chúng ta sẽ làm một nhá. Số 2 này, nó thay cái bộ đấy bằng, nó thay bộ thủ là cái tay bằng bộ kỳ, bộ thị, bàn thờ ấy. Thì nó thành chữ kỳ, inoru. Số 2 đọc là inoru. Số 3 là bộ cây đúng nhỉ, nó thay cái bộ đấy bằng, thay bộ thủ bằng bộ bộ mộc là cái cây. Thì cái đây là chữ tích trong từ phân tích bunseki, sau này các bạn sẽ học ở N1. Cái chữ này thì CJ cũng không nhớ đúng không nhỉ, nó ngoài bảng sử dụng hán tự nhá, không nhớ là nó là gì nữa, nhưng mà đại loại là không phải là bộ tâm. Câu số 12, kyujo. Kyujo là chữ cứu và chữ trợ đúng không? Giờ chúng xem cái nào là cứu và trợ này. Một là số tổ đúng không nhỉ, số và tổ đúng chưa, tổ trong từ tổ tiên ấy, không phải. Hai là cứu và trợ đúng chưa nhỉ, chữ cứu và chữ trợ này. Ba là cứu và tổ, và bốn là số và trợ. Vậy đúng, chúng ta phải là đáp án số 2. Tiếp theo, hai câu cuối cùng của phần kanji. Lê Hương Giang 11 1 12 2. Các em không cần ghi 11 1 12 2 đâu nhé, bởi vì chúng ta cứ làm hai câu một nên các em chỉ cần ghi mấy mấy là được.
Triệu Lệ Mẫn, em vào muộn, xin lỗi CC ạ. Rồi không sao, cứ vào comment nhiệt tình thả phanh đi nha. Đỗ Quỳnh 34, Duyên 34, Như 34, Nguyễn Thùy 34, Mạnh Vũ Đỗ Đại Dô Bưu. Vĩnh Harry 34, Hương Kami 34, N mấy vậy ạ? N3, Bự Bướng 34, Đạt 34, Bá Cường 34, Duyên 300 rồi CC ơi. Chả thấy Duyên liên thuyên chia sẻ cho CC. Minh Quân 34, Hoàng Hạnh 34, Hoa Vô Khuyết 34, Huấn 34. Các bạn có này, Arawas đúng nhỉ? Chúng ta có 3 chữ đọc là Arawas. Chữ biểu là 1. Chữ hiện là 2. Chữ gì nhỉ? Chữ chứ là 3. Về cách phân biệt nhé thì các bạn tham khảo ở một số giáo trình khác. À không phải giáo trình khác, các bạn có thể dùng Word luôn này này. Ví dụ này, Arawasu này, Shujugen làm xuất hiện cái gì đó này. Đây, biểu hiện cái gì đó này, thể hiện cái gì đó này. Ví dụ tình cảm, cảm xúc này, đúng nhỉ? Làm xuất hiện, làm lộ gì đó ra này. Đây này, viết sách này. Đấy. Và đây nữa, còn chữ hiển nữa cơ. Nhá, tạm thời là ba chữ này là hay dùng nhất. Thì ở đây chúng ta thấy có mỗi cái chữ gì đấy. Có chữ biểu là đọc như thế, đáp án đúng là 3. Cái chữ đầu tiên ấy là chữ điều. Nếu mà đọc ấy nó sẽ đọc là gì các bạn? Đọc là Shiraberu đúng không nhỉ? Đấy, Shiraberu nhá. Hoặc là gì nhỉ? Totonoeru. Totonoeru. Có hai từ đọc là Totonoeru là chữ điều và chữ chỉnh. Đấy. Totonoeru và Shiraberu đây là chữ minh. Động từ là gì nhỉ? Động từ CC không nhớ lắm động từ của chữ minh. Akeru. Akeru này. Số 4 là chữ thị đọc là Shimesu. Shimesu. Câu 14, Kewashi. Kewashi. Kewashiyama đúng nhỉ? Là núi hiểm trở, treo leo, đáp án đúng là 4 nhá. Như vậy bạn nào chọn 3 4 sẽ chính xác. Cái số 1 là Shitashi. Shitashi đúng không? Là thân thiết. Đây là gì nhỉ? Cái chữ trọng phải đọc là ô môi chứ không có đuôi si như thế. Chữ yếu không có dạng động từ đúng không? Do vậy loại đúng chúng ta là 4. À dạng tính từ. Tiếp theo môn đây 3 là môn đây từ vựng nhá. Thùy Nấm 31, Đỗ Quỳnh 31, Tony Ngọc 31, Hiền Tuyết 31, Thảo Trần 31, Phong Thu 21, Nguyễn Thùy 31, Hương Quế 31. Ngô Quốc Đạt 32, Trần Tú 31, Trần Bình Trọng 32. CC học qua mạng thì đăng ký như thế nào vậy CC?
Là sao? Học qua mạng đăng ký như nào là thế nào? CC không hiểu. Là các bạn muốn đăng ký thi JLPT á? Cái đấy thì CC chưa chưa thi bao giờ, cho nên là CC không chưa chưa đăng ký qua mạng bao giờ nên CC không biết. Mạnh Vũ đỗ 31, Như Quỳnh 33, Đỗ Văn Đạt 31, Tấn Nhân 31. Câu 15 này, Koreva kê kê ngợ gì đó shite ite wa dekinai shigoto da. Đây là cái công việc mà nếu mà làm sao đó, đây có ngữ pháp te wa đúng không nhỉ, nếu mà kinh nghiệm làm sao đó thì không thể nào mà làm được. Manzoku làm hài lòng thỏa mãn không phải đúng không nhỉ, không nói từ kê kên, từ kinh nghiệm không đi với lại từ manzoku nhá. Hư man là bất mãn không phải, phư số cự đúng nhỉ, phư số cự là thiếu không đủ đúng chưa. Đúng rồi, đáp án đúng là ba. À cái này đánh furigana nó bị sai, không phải là bư số cự. Bư số cự khi mà chúng ta ghép với gì đấy, chúng ta ghép với lại danh từ khác, còn đây nó đứng một mình, nó chỉ là phư số cự thôi. Chúng ta sẽ chọn đáp án mấy nhỉ? À là học online trên xe ạ. À em hỏi lớp học online à, thế thì em nhắn tin cho page nhá, cho page ánh CC, cái page mà CC đang live này này, để có gì CC sẽ tư vấn cho. Phư man dỗ cự là gì nhỉ, là bất mãn giống như phư man không phải. Câu 16 này, shinbun ki sha ga tha sha no ki sha to jiken no gì đó cô ca している, phóng viên báo ấy đang trao đổi đúng nhỉ, cái hintotlà từ cô càng là trao đổi cái gì của vụ án với lại phóng viên báo khác. Ichi Joho là gì nhỉ? Joho là thông tin, đúng không? Thông tin Senden là tuyên truyền, quảng bá cho sản phẩm nhằm mục đích nhiều cho nhiều người biết đến ấy. Niu là lý do và Koku là quảng cáo. Thì đúng của chúng ta sẽ là mấy? Ichi Joho đúng nhỉ? Trao đổi thông tin về vụ án nhé. Đúng là 31. Đạt ơi nay im re. Đạt comment nãy giờ mà. Tiếp theo nào, câu 17 và câu 18 nha. Khắc Mạnh 24, Hoàng Thân 24, Dương Adam 24, Nguyễn Giang chọn được một câu là chọn là 2, Tony Ngọc 23, Huyền Hoàng 24, Nguyễn Thùy 21, Bự Bướng 24. Đạt 24. Tấn Nhân 24, Hương Quế 24, Ngọc Anh 23, Đạt 21, Đình Văn 24. Rồi các bạn có câu 17 này, Sports wa nan de mo suki da ga suie ga daisuki da, thể thao thì môn gì tôi cũng thích. Đúng là nhưng mà rất thích môn bơi. Đúng nhỉ? Vậy thì để thể hiện một cái gì đấy, để thể hiện một cái đối tượng nó vượt trội hơn hẳn thì chúng ta dùng là đặc biệt là đúng nhỉ? Đúng là hai tố cư nhị. Dệt tay là nhất định tuyệt đối, nó có thể đi với dạng khẳng định. Đúng nhỉ? Để thể hiện cái sự chắc chắn. Giống như từ Canada nhá. Đấy. Dệt tay nhị đúng nhỉ? Ashita made ni đúng nhỉ? Te shitsu shite kudasai. Kono shiryo a kono reporto a. Cái báo cáo này thì nhất định là phải nộp vào lúc đấy. Thứ hai là mang nghĩa là phủ định đúng nhỉ? Dệt tai nhị đúng nhỉ? Sawaranai de kudasai, tuyệt đối là không được sờ vào. Tai hen là rất đúng không? Giống từ hijoni hay là từ totemo. Kyuni là đột nhiên thì trong trường này nó không mang nghĩa như vậy. Câu số 18, Honsha wa yushiu na jinzai wo gì đó iru. Công ty chúng tôi ấy thì đang gì đó các
các thì nhờ Jinzai là chữ nhân chữ tài, nhưng mà nó không mang nghĩa là tài năng đâu, nó chỉ là nguồn người thôi, nguồn nhân lực ưu tú. Đang làm sao? Chúng ta có từ sonaete là chữ gì nhỉ? Sonaeru, chuẩn bị đúng không? Cung cấp này. Ojiru là đáp ứng đúng không nhỉ? Ứng với. Tazune, Tazuneru có hai chữ, chữ này là đến thăm, còn chữ này là Tazuneru, chữ tầm đúng nhỉ? Là hỏi. Motomeru là chữ gì nhỉ? Chữ cầu, đang mong chờ, đang yêu cầu, đang tìm kiếm đúng không? Đúng, chúng ta là đáp án số 4. Tiếp theo này. Câu 19 và câu 20 nhé. Quên cư xa, CZ không nhắc em, hu hu. Không thấy CZ nhắc tên em ạ. Các bạn phải comment nhanh lên thì CZ mới nhắc tên được nhá, bởi vì nhiều lắm, nhiều bạn lắm, không thể nhắc tên được hết. Ôi giời, ai đố đã nhắc Thủy Nấm 13, Tiên Tiên 11. Như Quỳnh 43. Hương Quế 43. Nguyễn Giang 13, Hương Giang 43. Bự bướng, dại trai đầu thai mới hết. Bự bướng, thánh bự bướng có khi đầu thai chả hết đấy, đã đó. Mà một tuần nay chả thấy online nhiệt tình gì cả. Ngọc 13, Huyền Hoàng 13, Võ Quỳnh 13, Bá Cường 13, Nguyễn Quang 13, Hiền Tuyết 13, Minh Quân 43. Chúng ta có câu 19, Saikin Wakamono no Daifu, đúng nhỉ? Daifu gì đó, Nhi Henka ga okiteru, gần đây xảy ra cái sự thay đổi ở trong cái gì đó của những người trẻ. Đây là chữ Daifu, chính là chữ life ở trong tiếng Anh đúng không nhỉ? Đấy. Thì nó sẽ phải ghép với cái gì nhỉ? Ichi là chữ style, kiểu cách đúng không? Nó chính là chữ này. Đã đúng của chúng ta là đáp án số 1 nhé. Lifestyle là phong cách sống. Plan, plan là plan là kế hoạch đúng không? Không phải. Program là chương trình này, không phải chương trình máy tính. Idea là ý tưởng, không ghép với lại chữ này. Câu 20. Mada nanimo tabete inakute onaka ga gì đó da. Vì vẫn chưa ăn gì, do vậy bụng làm sao đấy. Giri giri là gì nhỉ? Sát nút đúng không? Đấy, sát nút. Kira kira là gì nhỉ? Kira kira là lấp lánh đúng không? Dùng cho các ngôi sao ấy, hay là ánh sáng nó rực rỡ, nó chói sáng ấy. Peko peko là đói, đói meo, đói. Đúng, chúng ta là số 3 nhé. Kara kara là gì nhỉ? Kara kara là khát khô cổ đúng nhỉ? Đấy, khô khốc. Đúng, chúng ta là 1-3. Tiếp theo. Hôm nay có vẻ ít người hơn hôm trước rồi.
Triệu Lệ Mẫn, Nguyễn Thị Bích Hậu, Triệu Quang Hồng Hà, Nguyễn Đặng Phú. Các bạn bè vào làm cùng cho vui các bạn nhé. Trương Hữu An 34. An Hà 23, An Bích Phượng 23, Bá Cường 23, Mạnh Vũ Đỗ 23, Ngày Trở Về 23, Như Quỳnh 22, Đạt 23, Ngân Nguyễn 23. Tấn Nhân không comment đi, còn ngồi mà thả ha ha cho Ngân Nguyễn. Bự Bướng 23, Minh Quân 43, Hữu Huy 23, Ngày Trở Về Cô Mơ Mơ, Phúc Trần 23, Hiệp Nguyễn Hay, Hương Quế 22. Các bạn có câu 21 Odenjino Kawao gì đó no Keiko Tahenda đúng không nhỉ? Cái việc gì nhỉ? Cái việc đây là vỏ cam đúng không? Odenjino Kawa, vậy thì vỏ sẽ là gì nhỉ? Bóc đúng không? Mưu cự, mặc dù câu nó hơi hên đúng không nhỉ? Bóc vỏ cam không có khó đúng không nhỉ? Có thể là đối với người mà tay bị vấn đề gì đó thì sẽ khó đúng không? Na cự là gì nhỉ? Na cự là khóc. Khóc. Đây thì viết là cái chữ Hán nha. Đấy. Khóc này. Hoặc là kêu này. Ca cự là gì nhỉ? Ca cự rất là nhiều từ, ví dụ như viết này đúng không? Vẽ này. Gãi đúng nhỉ, ví dụ gãi đầu hay là đổ mồ hôi cũng dùng ấy. Hoa cự là sôi, sôi sục nhá. Tiếp theo câu 22 tên y nghĩ gì đó Takai Baguo Kateshimata, được nhân viên người ta làm sao đấy mà tôi đã lỡ mua cái túi đắt tiền đúng nhỉ. Kubararete kubaru, kubaru là gì nhỉ? Phân phối, phân phát. Kikarete kiku đúng nhỉ, có thể là hỏi. Susume, susumerarete thì thể gốc là susumeru là gì nhỉ? Đề nghị, đề xuất đúng không? Gợi ý. Và ataerarete là ataeru là cho. Thì ở đây hợp nghĩa nhất khi mà đi mua sắm ấy, đúng nhỉ, thì sẽ là từ gợi ý, đúng không? Chúng ta sẽ đặt ra số 3 nhá. Đấy, kiểu nhất là các bạn nữ mà đi được anh nào đẹp trai đúng nhỉ? Anh ấy bơm cho, anh ấy mồi cho, ôi em mua cái này đi này, xong là anh cho số điện thoại, anh cho Tinder đúng không, thì các bạn mua ngay đúng không nhỉ? Về bắt bố mẹ bán nhà đi cũng sẽ mua. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm ba câu cuối cùng của cái bài từ vựng này nhá, ba câu liền nha. Nhìn hiragana khó hiểu hơn sensei ạ. Thì đúng rồi, rõ ràng đúng không? Ngày xưa bảo tại sao lại có kanji, bây giờ không có kanji mới chết đúng nhỉ? Hoàng Văn Tú N3 CNC nhỉ, Icon ngây thơ. Đúng rồi, N3. Khắc Mạnh 112, Hương Quế 114, Nguyễn Thùy 14. Trần Bình Trọng 134, Tony Ngọc 112, Vô Diện 144, Tấn Văn Nguyễn 114, Hoàng Văn Tú 14, thiếu một câu. An Bích Phượng 114, Bánh Mì Nho 314, An Hạ 114, Tiên Tiên 112, Anh Kiển Nguyễn 114, Như Quỳnh 134, Quang Hà 114. Phúc Japan 114, Gà Con 124, Nguyễn Quang 114, Tiến 124, Nguyễn Giang 114.
Lê Thế Ý 114, Hoàng Quân 114, Tài Anh 114, Nguyễn Luyến, Sang Mèo 114. Các bạn có câu số 23 này. Karewa daigakuni nokotte kenkyu gì đó, nên là ta anh ta đã ở lại trường đại học và trở thành nhà nghiên cứu. Ngày xưa chúng ta được học nhà nghiên cứu là kenkyu sha đúng không các bạn? Nhưng ngoài chữ kenkyu sha này nó còn có kenkyu ka đúng nhỉ? Kenkyu ka. Đấy. Như vậy đúng của ra là đáp án số 1 nhá. Không phải là những chữ còn lại. Các bạn bảo là có cách nào để làm bài này? Có một cách để là các bạn học thuộc. Câu số 24 này. Inochoshi ga warui node byouin de gì đó shita. Vì cái dạ dày của tôi nó không được tốt, do vậy tôi đã gì đó ở bệnh viện. Ken sợ là kiểm tra, dịch ken thí nghiệm, tai ken là trải nghiệm và cho sợ là điều tra. Thì đúng chúng ta phải là đáp án số 1 đúng nhỉ? Kiểm tra bởi vì đây là liên quan đến gì đấy? Tình trạng sức khỏe đúng nhỉ? Kiểm tra y tế nhá. Câu số 25. Oyu o koboshite ashi ni gì đó nani nani o shite shimatta. Đánh đổ nước nóng và là chân bị làm sao đấy. Ugai, ugai là xúc miệng đúng không? Hai là gì nhỉ? Kenga là vết thương. Kuse là gì nhỉ? Kuse là tật, thói xấu. Yakedo là bỏng. Vậy đây ở đây các bạn có thể có từ oyu là nước nóng đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ phải chọn là vết bỏng nhá, đúng là 4. Bị bỏng này. Tiếp theo modai 4 là modai từ đồng nghĩa. Chúng ta làm 3 câu luôn nhé. Ô Đạt ơi đừng đi. CC ơi, N2 khi nào live có lịch cố định hàng tuần không ạ? Gần như là có. N2 là sẽ là tối thứ 2 em nhé. À tối thứ 3. Cũng trên cái này. Phúc Trần chẳng thể đọc tên, sẽ đọc tên nãy giờ. Còn gì nữa, các bạn nữ các bạn ấy bắt đọc tên thì không sao. Các bạn nam cũng cứ đòi sẽ đọc tên. Thì N2 sẽ live vào từ 21 đến 23 giờ vào tối thứ 3. Còn tối thứ 5 sẽ là N3 khắc mạnh 143. Như Quỳnh 143, Long 143. Đỗ Quỳnh 143. Lê Thế Ý 142, Bích Hậu 143, Phúc Trần 143, đây thỏa lòng mong ước nhé, Phúc Trần nhé. Nguyễn Bảo Anh 143, Bự Bướng 143, Bự Bướng không đủ đạt, comment cùng cho vui. Hoan, em chào xin dạ, chào Hoan, Bá Cường 143, Gà Con 143, Ute 143, Hương Chip 143. Nhiều khi nhìn tên các bạn, nhìn tên Facebook của bạn cũng thấy buồn cười. Trang Trang 142, Võ Quỳnh 143, Thành 142, Anh Kiệt 143. Rồi câu số 26. Bunshō no daiji na tokoro ni kigo o tsukeru. Vào cái chỗ quan trọng của cái bài văn thì tôi đánh cái kigo, ký hiệu đúng không? Nào cái nào là ký hiệu này? Maku là gì nhỉ? Maku là mark là ký hiệu đúng không? Đáp án đúng là 1. Suit là gì nhỉ? Bộ vest, com lê không phải. Imeji là hình ảnh này. Hình dung, map là bảng đồ. Sai nhé. Câu 27. Kono nimai no poster wa doko kara mite mo yoku nite iru. Hai cái tấm poster này nhìn từ đâu cũng thấy nó giống nhau đúng không? Nào, shikari da. Shikari là chắc chắn đúng không? Cẩn thận, rõ ràng. Đấy, ví dụ shikari benkyo shite kudasai, hãy học cẩn thận vào. Chodoi là gì nhỉ? Vừa vặn, vừa khít đúng không nhỉ? Vừa khớp. Copy da là bảng sao chép. Nó giống nhau không có nghĩa là nó là bản copy nhá. Và sokuri là giống. Vậy thì đúng của chúng ta đã là số 4, sokuri đầu. Tiếp theo câu số 28. Daigaku no gakuhi wa toshi toshi takaku naru. Gakuhi là chữ học và chữ phí đúng không? Nó là gì nhỉ? Nó là học phí. Học phí trường của trường đại học ấy thì mỗi năm một tăng. Kyūryō là lương, shōgakukin là học bổng, jūgyō ryō là tiền học phí đúng nhỉ? Đấy. Và Jūgen ryō là gì đây nhỉ?
dư kiên điều là lệ phí dự thi, vậy đúng của chúng ta phải là 3 nhé, 1, 4 và 3, như vậy là khá là nhiều bạn chọn đúng đấy, đúng nhỉ. Nguyễn Tấn Nhân sai, Nguyễn Tấn Nhân sai 2 câu kìa. Tiếp theo, 2 câu còn lại của phần từ đồng nghĩa. Quỳnh Nhi 42, Thảo Phương 42, Sang Mèo 42, Kim Kha 42, Hương Quế 42. Sao CC để chữ cứ nói là hiện chữ rối mắt CC ạ? Là sao? Không hiểu. Cẩm Tú Cầu 42, Nguyễn Thùy 44, Bự Bướng 42, Hoàng Quân 42, Hiền Tuyết 42, Thế Y 42, Ngọc 42, Bánh Mì Nho 42, Hồng Đỗ 42. Tột sư dêm là gì nhỉ? Đột nhiên thì sẽ là nào? Sư gửi nhị là ngay lập tức, đúng không? Mô sư là sắp, mà mô na cũng là sắp, và kiêu nhị là đột nhiên. Đúng, chúng ta là đáp án số 4 nhé. Ngoài cái từ kiêu nhị còn có từ ikinari. Ikinari cũng mang nghĩa là đột nhiên. Câu số 30. Ư số tsuita no de haha ga okoru no mo tōzen da. Tōzen là điều đương nhiên, đúng không? Đây là muri, không thể, quá sức này. Atarimae là đương nhiên, đúng rồi, đúng rồi. 2. Ai kawarazu không đổi và shizen là tự nhiên. Nghe thì tự tưởng là tự nhiên là đúng đấy, nhưng mà không chính xác nhé, đúng phải là 2. Tiếp theo, môn đai số 5 là môn đai cách dùng từ, có thể nói là môn đai khó nhất trong phần từ vựng. Đây thì chỉnh to lên một chút cho các bạn đọc nha. Đây, chắc này mà kêu nhỏ nữa thì chịu thôi. Đây cho to hơn rồi nha. CC giới thiệu đánh giá khách quan của CC thì kỳ thi GLPT tháng 7 này có tổ chức không ạ? CC không dám bình luận. Nó có làm sao thì chúng ta cũng không thể đổi khác được, đúng nhỉ? Nó có thi hay không thi chúng ta vẫn phải học thôi. Trần Đông 2, Nghĩa 4, Nguyễn Luyến 2, Giang 4, Võ Quỳnh 1, Kim Kha chắc 1, Bự Bướng 1. Lê Thế Ý khó quá CC ạ. Thì bài này là bài khó mà. Cẩm Tú Cầu 2. Bài ni khó nhất. Các bạn có này, từ Tokui, đúng nhỉ? Nó khá là giống cái từ Jozu. Có nghĩa là gì nhỉ? Nó tương đương, nhưng không phải là nó bằng, nhưng mà nó tương đương cái từ Jozu, có nghĩa là một người nào đấy, đúng nhỉ, cảm thấy tâm đắc, cảm thấy tự hào, cảm thấy mình làm tốt khi mà làm cái gì đó, đúng không? Thông thường nó sẽ có cái dạng là n ga, đúng nhỉ, nó là n này ga tokui, đúng nhỉ, có nghĩa là giỏi cái đó. Ví dụ như là sugaku, đúng nhỉ, môn toán ấy, sugaku ga tokui da,
Đấy, vậy chúng ta xem này. Kaji nang ka amari toki janai. Những cái như kiểu là, đúng không? Nang ka là thể hiện cái đánh giá thấp nhé. Những cái như kiểu là dọn nhà dẹp nhà thì tôi không có giỏi, tôi không có thạo, đúng không? Chính xác, đúng nhỉ? Bởi vì nó giống cái kiểu này. Đấy, cái tự trợ từ ga được thay bằng nang ka rồi. Khi mà người ta đánh giá thấp, người ta sẽ dùng như thế này. Đúng ra đáp án số 1. Như vậy các bạn chọn đáp án khác sẽ bị sai. Sports ga tokui na koko e ryugaku shita. Tôi đã du học, đúng nhỉ, đi du học ở một cái ngôi trường mà thể thao rất là tokui, không phải để thể hiện rằng thể thao hay là các môn nghệ thuật phát triển phổ biến ở đấy, người ta dùng từ sakan này. Đấy, phải là sakan na thì mới đúng nhá. Dùng tokui là không đúng. Ngoài dùng cho ngành nghề phát triển thì còn dùng trong thể thao rồi thì nghệ thuật nó phổ biến ở đâu đó. Yu gyo ryo ichinen bun matomete harau hoga toki da. Nếu mà gom tiền trả tiền học phí trong một năm ấy thì nó sẽ có lợi, đúng nhỉ? Có lợi hơn, đây là yuri. Đấy. Có lợi tức là trả lẻ thì sẽ mất đắt hơn, nhưng mà trả một cục ấy thì người ta sẽ gì nhỉ? Người ta sẽ giảm giá bớt cho. Để bồi những cái chữ mà sửa nhá. Testo no kekka ga yokatta node ototo wa toki shiteru. Vì bài kiểm tra làm tốt nên là em tôi đang rất là chữ đắc ý. Bạn nào mà dịch Hán Việt thì sẽ sai, bởi vì toki không phải là động từ, do vậy là toki shiteru là không đúng. Cái này phải là gì nhỉ? Em tôi nó đang rất là, có thể là dùng từ jiman chẳng hạn. Jiman shiteru nhá thì được. Em tôi nó đang rất là tự mãn, tự hào. Tiếp theo. Câu số 2. Khắc mạnh 324. Sao hoàng thân giờ mới thấy 144 ở đâu đấy hoàng thân? Tony Ngọc 3, Hương Chip 3. Suy đoán của em chắc là 4 nhân 3, Gia Hải 3, Mai Trang 3. Các bạn có từ ukethoru, đúng nhỉ? Ukethoru nó ghép với ukeru là gì nhỉ? Ukeru là nhận, thoru là lấy, thì ukethoru nó là nhận lấy. Nhận lấy thông thường nó sẽ là một đồ vật, đúng nhỉ? Một đồ vật, một cái vật thể. Câu số 1 này. Chichi oya wa hashite kita kuromo o ryote de uketotta. Ông bố ấy, đúng không? Cái đứa con chạy đến bằng hai tay, đây phải là ôm, đúng nhỉ? Đây sẽ là đai tờ, đúng không? Đấy, đai tờ nhá, ôm này. Watashi no ie dewa maitoshi homestay no gakusei o uketotteiru. Nhà tôi thì hàng năm những cái gì nhỉ, những cái học sinh ở homestay, những cái sinh viên ở homestay đằng trước là người ấy, thì nó sẽ là tiếp nhận. Tiếp nhận thì các bạn phải dùng từ ukeireru, đúng nhỉ? Như vậy cái này phải là ukeirete thì mới đúng. Tiếp theo câu số 3.
Cái tài liệu mà cậu đã gửi cho tôi ý, thì chính xác là hôm nay tôi đã nhận được rồi, tôi đã lấy được rồi, đúng nhỉ? Chính xác rồi, đây là một cái gì nhỉ? Một cái vật nhá. Đoán đúng, chúng ta đoán số 3. Câu số 4. Kanojo wa uketori no shigoto o tanoshiku shite iru. Cô ấy đang làm một cách vui vẻ cái công việc. Đây phải là uketsuke. Đúng nhỉ? Đấy. Uketsuke là lễ tân, chứ không dùng dưới dạng uketori như thế nhá. Tiếp theo. Bài này là cái bài khó mà. Võ Quỳnh 3, Bích Hậu 3, Long 3, Kim Kha 3, Bích Hằng Lê 2, Như Quỳnh 3. Hiền Tuyết 3, Phúc Gia Phan 3, Đình Hiếu 3, Lê Thế Ý Phân Vân 2, 3, Tony Ngọc 3, Xuân Nghĩa 2, Trung 2, Ai Rồi Cũng Khác 3, Lê Thế Ý 3. Chúng ta có từ này là từ bươn rươi, là phân và loại, đúng nhỉ? Thông thường người ta dựa trên tiêu chí gì đó, người ta sẽ gì nhỉ? Người ta sẽ chia, đúng nhỉ? Người ta sẽ chia thành những cái gì ở đầu mục khác nhau. Câu số 1 này, Nihon ni haru, natsu, aki, hyu ni kisetsu ga bươn rươi sarete iru, ở Nhật ấy, thì mùa được phân loại thành 4 cái. Đây không phải là phân loại, đây phải là chia, đúng nhỉ? Wake rare nhá. Chữ phân là đủ rồi. Câu số 2, shinamono no daikin o 3 kai ni bunrui shite harau koto ni shita. Tôi đã gì nhỉ? Tôi đã phân loại cái tiền hàng ấy thành 3 lần và trả. Đây không phải là tôi phân loại mà tôi chia, vẫn là wakete thôi. Câu số 3, toshokan no hon wa naiyo ni yotte bunrui sare kigo ga tsukerarete iru. Sách trong thư viện thì được phân loại dựa theo nội dung và được đánh số. Chính xác, đúng nhỉ? Đúng là 3. Ngoài cái phân loại tài liệu còn phân loại rác cũng rất là hay dùng nữa. Đấy, phân loại sách, phân loại tài liệu, đúng không? Câu số 4 này, koko no doro wa hodo to shado ga bunrui sarete iru. Đường ở đây thì được phân loại, không phải phải là được chia, đúng nhỉ? Đây vẫn là wake tare nhá, được chia. Tiếp theo, cái này không có gì. Câu 34, Long 1, Hậu 4, Lê Hồng 1, Tiên Tiên 1,
Tony Ngọc 4, Ý 4, Nghĩa 3, Sang Nèo 1, Hương Chip 4. Nguyễn Thùy 1. Nguyễn Quang 4, Cường 4, Phương Béo 4, Phúc Trần 4, Hiền Tuyết 4, Hương Quế 4, Như Quỳnh 3. Phạm Mai 4, Hà Phạm 4. Các bạn có chữ này là chữ thân, đọc là Sitashi. Đúng nhỉ? Sitashi. Nó có nghĩa là gì nhỉ? Nó có nghĩa là thân thiết. Thân thiết là mối quan hệ bạn bè nhá, đồng nghiệp. Không dùng cho mối quan hệ gia đình. Câu đầu tiên này. Mae ni shiranakatta no ni sono shitashi hito ni tasukete morate totemo kanshin shita. Trước đấy không có biết nhau thế mà nhận được cái sự gì nhỉ? Sự giúp đỡ của cái người thân thiết đó, tôi rất là cảm động, tôi rất là khâm phục. Đấy, tôi rất là gọi là nó gần giống như kando ấy. Đây không phải đúng không nhỉ? Bởi vì đằng trước bảo là mae ni shiranakatta. Do vậy trong cái hoàn cảnh đấy bảo là người đấy là người thân thiết là không đúng. Đây phải là người shinsetsu đúng không nhỉ? Câu số này phải sửa thành gì nhỉ? Sono shinsetsu nhá. Shinsetsu na hito, người thân, người tốt bụng. Câu số 2. Kaisha ni haite ika getsu tatte saikin yatto atarashii shigoto ni shitashiku natta. Vào công ty được một tháng thì cuối cùng cũng đã trở nên thân thiết với công việc mới. Đây phải là trở nên quen đúng không? Cái này bạn phải sửa thành gì nhỉ? Narete. Naremashita luôn nhá. Là quen với cái gì đó này. Câu số 3. Ano oyako wa itsumo issho nanode totemo shitashi to omoimasu. Bố con nhà kia ấy lúc nào cũng ở cạnh nhau nên là tôi nghĩ rất là thân thiết. Bạn nào mà gì nghĩa chỉ là thân thiết thôi thì sẽ chọn số 3, đúng nhỉ? Không đúng. Thân thiết đối với quan hệ gia đình là không có dùng, đúng nhỉ? Chỉ là bạn bè đồng nghiệp nhá. Trong trường hợp như này chúng ta sẽ thay bằng từ mối quan hệ tốt, đúng nhỉ? Mối quan hệ tốt đẹp. Naka ga. Naka ga i. Đó, thì được. Vậy đúng chúng ta là số 4. Isshoni benkyou kai ni sanka shite kara ano futari wa shitashiku natta. À, sau khi mà cùng tham gia cái gì nhỉ, cái benkyou kai, cái nhóm học tập ấy, thì hai người đã trở nên thân thiết với nhau. Đúng là yomba. Giống như các bạn xem livestream của sensei ấy, biết đâu các bạn lại tìm được gấu thì sao. Rồi câu cuối cùng trong phần từ vựng nhá, chúng ta sau đó sẽ chuyển sang phần ngữ pháp. Lê Thế Y, gấu ơi, gấu ơi. Học giỏi thì mới có gấu. Minh Thức 4, Tiên Tiên 3, Khắc Mạnh 3, Nguyễn Thanh 3. Phúc Trần tìm được gấu. Chịu khó comment dạo vào, chịu khó thả thính các bạn nữ vào. Bích Hồng 3, Hiếu 3, Như 3. Phúc Trần 3, Trần Tú 3, Thùy 3, Minh Tú 3, Nguyễn Giang 2, Hà Phạm 3, Hà Dương 3, Võ Quỳnh 3, Công Tiến 3. Chúng ta có từ Kotoaru. Đây là chữ gì nhỉ? Chữ này là chữ đoạn, đúng nhỉ? Đoạn trong từ đoạn tuyệt ấy. Đoán trong phán đoán có nghĩa là từ chối. Từ chối nó sẽ đi với những cái gì bạn? Những cái như là lời mời này, xa xôi này, đúng nhỉ? Rồi thì show tai này, đúng nhỉ? Đấy. Được chưa? Nó sẽ là những cái từ này nhá. Thì ở đây chúng ta thấy có cái hint tội đấy sẽ là chọn đáp án số 3.
Kanojo ni eiga ni shōtai sareta ga yōji ga aru no de kotowatta. Được bạn, được cô ấy, đúng nhỉ, mời đi xem phim, thế nhưng vì có việc bận cho nên là gì đấy tôi đã từ chối. Câu số 1, hanen mae ni tabako. Đối với lại thuốc lá, đúng nhỉ, thì chúng ta phải dùng từ yameta. Yame, yameru, dùng động từ bỏ chứ không dùng cái từ kotowatta nhá, yamete này. Câu số 2, kare wa hataraita kaisha o. Tương tự công ty chúng ta cũng phải dùng từ gì? Yame, đúng nhỉ? Yamete. Câu số 4, donna taihen demo zettai ni kibo kotowaranai de kudasai ne. Đối với những từ như là ước mơ, hy vọng, hoài bão thì chúng ta không dùng cái từ kotowaru mà phải dùng từ akirameru, đúng nhỉ? Akirame nai de nghĩa là từ bỏ. Đấy. Đúng, chúng ta phải là akirame nai de nhá. Đó, như vậy là chúng ta đã chữa xong bài Mojigoi. Bây giờ các bạn sẽ sang ngữ pháp nhá. Ngữ pháp thì nó sẽ khó hơn đấy. Thường là sẽ thấy ngữ pháp là các bạn như N2 là bắt đầu thấy trầm trầm hơn, không được như kanji từ vựng đâu. Ngữ pháp nha. Hương chip không thấy em là sensei. Ngày trở về ba hương quế ba. Hoàng Quân tới giờ ngủ rồi trên xe ơi. Đấy, bảo đúng mà, đúng không nhỉ? Sang ngữ pháp cái là bắt đầu. Vẫn có comment đấy. Sang mèo này, 3-1, Thúy 2, sáng 1. Mọi người comment 2 câu 1 nhá, không comment 1. Bích Hằng Lê 1, Hồng Đỗ 1, Như Quỳnh 1, 2. Thế Ý 21, Nguyễn Thanh 21, Trần Tú 31. Chúng ta chữa. Câu số 1, Bư Chô Kono Shioto wa zehi watashi sasete kudasai. Câu này là câu N4. Đây, bây giờ sensei sẽ chỉ luôn cho các bạn xem là đề thi N3 của chúng ta nó sẽ là trình độ N mấy nhá. Câu này là N4 bởi vì là thể sai khiến. Sasete. Đúng nhỉ? Các bạn có này. Đối với lại câu sai khiến ấy, khi mà dùng tự động từ thì chúng ta sẽ đi với lại trợ từ gì đây? Chúng ta sẽ là S này. Đấy, nó không viết được hoa nhá. S. Đi với trợ từ O, đúng nhỉ? Xong V. Đúng nhỉ? V thể sai khiến được gọi là si ekike, đúng nhỉ? Đấy. Thì đây là gì nhỉ? Đây là tự động từ. Tự động từ, nhưng tự động từ phải là tự động từ hành động nhá, ví dụ như là mấy từ đi này. Đấy. Đến này. Rồi thì gì nhỉ? Rồi thì chơi này. Đúng nhỉ? Đấy. Ngủ này. Những cái tự động từ là hành động, nó không tác động vào đối tượng gì. S này sẽ đi với trợ từ nhị. V, đúng không? Thể này. Sẽ đi copy vào nhanh nhé. Thì đây sẽ là tha động từ. Tha đôi chi, ví dụ
như là gì đây, benkyo học này, uống này, ăn này, đúng không? Vậy thì đây các bạn thấy động từ suru là tha động từ, do vậy là phải là trợ từ nhi đằng sau người bị bắt, đúng không? Chúng ta là một. Đấy, trợ từ nhi. Nhớ nhá, nhớ cái kiến thức N4 này nhá. Câu 2. Yama Nakayama Sacho ga senshu nyuin ji no so nano de omimai ni maerimasu. Giám đốc Nakayama ấy tuần trước nhập viện, đúng không? Ninata sareta ninara ni narareta và itashita. Đây chắc chắn là câu hỏi về tôn kính và khiêm nhường rồi. Thứ nhất người ta là Sacho, đúng không nhỉ? Sacho. Mà đây là không có đối tượng là người ngoài công ty, do vậy đây mình phải dùng tôn kính ngữ Sonkego. Vậy thì tôn kính ngữ với động từ nyuin ấy, đúng không? Nyuin sự có hai cách. Một, đấy là nyuin này, đúng không nhỉ? Sư đự chúng ta biến thành nasaru, đúng không? Cách thứ hai, biến thành thể bị động nyuin sareru. Cách thứ ba, thêm go đằng trước nyuin ni naru. Các bạn thấy đằng trước này không có go, đúng nhỉ? Không có go. Loại một, bởi vì thiếu, không có cái nào là nasaru, đúng nhỉ? Vậy thì chỉ còn có sareru, đang đúng là hai nhá. Sareta có nghĩa là, đây không phải dịch là bị nhập viện đâu mà là tôn kính ngữ đấy. Nghe nói là giám đốc Nakayama ấy đã nhập viện tuần trước nên là tôi đã đến thăm, tôi sẽ đi thăm. Itashita là dạng khiêm nhường của shimasu, loại. Ni narareta không có cái dạng này, đúng nhỉ? Nó gây nhiễu các bạn thôi. Tiếp theo. Cái câu số 2 vừa rồi là một câu N4 nhá. N4 đã học cái phần tôn kính ngữ này rồi, đúng không? Học hết rồi. Hiền Thu 31, Đinh Lan 31. Tiên Tiên 32. Đoán không sai, cứ bắt đầu vào ngữ pháp cái là không khí trầm lắng hẳn. N2 cũng thế, N3 cũng không khác gì. Chả nhẽ từ giờ cứ suốt ngày thi kanji từ vựng cho nó xôm. Như Quỳnh 34. Bích Hồng 13, Phước Juli 31, Akira Trần 14, Như Long 23, Bá Cường 22, Hoàng Hữu 32, Nguyễn Quang 12, Sáng 41. Hà Hà 33, Công Tiến 11, Bích Hậu 14, Bích Hằng 32. Chúng ta có câu số 3 này. Minasan gozonji gì đó, kono gakko ga dekite kara daenen de 60 nen ni narimasu. Đúng nhỉ? Các bạn thấy đây là có từ gozonji. Đấy, thì đằng trước này, mọi người, từ gozonji là biết, đúng không? Đấy, dạng tôn kính ngữ. Đằng sau là một thông tin, đúng nhỉ? Kể từ khi cái trường này thành lập đến nay đã trải qua 60 năm rồi. Năm sau là đến 60 năm. Vậy đúng chúng ta sẽ phải là đáp án 1. No yo ni. Cái này có nghĩa là gì nhỉ? Như, đúng không nhỉ? À, như các bạn đã biết đấy. Bình thường nó sẽ dùng cái dạng là gì đây nhỉ? Shiteru, đúng không? Shiteru yo ni. Đấy, nhưng mà dạng lịch sự ấy, dạng mang tính chất là
Kanjo dạng quán ngữ quán dụng ấy sẽ là go zonji, đúng nhỉ? No yoni dùng để mào đầu một thông tin nhé, có nghĩa là như các bạn biết đấy, như tôi đã thông báo đấy. Đấy, như các bạn biết đấy thì trường này kể từ khi thành lập ấy thì năm sau sẽ là 60 năm. Niyote do, bởi, tùy thuộc vào, tùy theo đều không hợp lý trong cái câu này. Niyo được tốt, rất là nhiều bạn chọn. Niyo được tốt là theo cái gì đó thì có một cái thông tin đằng sau, đúng nhỉ? Theo kiểu như theo báo Asahi ấy, đúng nhỉ? Rồi theo dự báo thời tiết thì nghe nói, thì đuôi nó phải có những cái dạng ngữ pháp thể hiện cái sự truyền tin, ví dụ như là so, đúng nhỉ? Soda này, hay là gì đây, hay là dashi, đúng nhỉ? Soda này, dashi, rồi thì Toyukoto đào, vân vân. Ở đây không có, cũng không phải là dẫn trích dẫn thông tin, do vậy là chúng ta sẽ loại ba. Yoni thì đi với lại cái này phải là có no nhé, đây là dạng coi như là danh từ, đúng là một. Không biết có bạn nào đúng câu này không, hình như là không có bạn nào. Câu số 4 này, watashi wa mada Paris ni itta koto ga nai no de konkai wa zehi gì đó, tôi vì chưa từng đi Paris cho nên là lần này nhất định, một là gì nhỉ, nhất định là hãy đi, đây là câu bảo người khác hãy làm gì, sai. Itte hoshi cũng tương tự như là itte kudasai, là bảo người khác, muốn người khác làm, đúng không nhỉ? Ikasete hoshi là gì đấy, à hãy cho tôi đi, đúng không? Đấy, thể sai khiến có nghĩa là hãy cho tôi được làm gì đó, đúng nhỉ? Đúng, chúng ta đoạn số 3. Ikarete hoshi không có ngữ pháp thể bị động trong chia te hoshi như này nhá, chỉ có thể te cộng với hoshi, hoặc là thể bị, thể sai khiến cộng chia thể te cộng hoshi, chứ không có dạng bị động. Nó chập ghép linh tinh này là không có đâu, các bạn lưu ý. Tiếp theo câu số 5 và câu số 6. Nguyễn Quang đúng à? Bích Hậu 24, Khắc Mạnh 44, Công Tiến 44, Ngọc Như 34, Long 14, Như Quỳnh 44. Hương Quế 24, Quỳnh Nhi 24, Hương Giang 34, Lê Thắng 41, Phạm Mai 44, Khổng Hoàng Hữu 44, Hiền Tuyết 44, Sang Mèo 44, Hà Cương 34, Phương Không Gầy 24, Quỷ Lệ 34, Hiền Thu 64, Anh Nguyên 34, Sáng 23, Mai Trang 24. Câu 5, câu 5 này, Asa Nebo Shita gì đó, Hikoki ni Nori Okurete Shimatta, sáng nay dậy muộn, đúng nhỉ, là bị gì nhỉ, bị trễ máy bay, bị lên máy bay muộn. Ato ni sau khi này, đúng nhỉ, thường là ato de thì nhiều hơn. Niyote là vì, do, bởi. Nhưng mà sao đây, nhưng mà trong trường hợp này nó chỉ đi với danh từ thôi chứ không đi với động từ, đúng nhỉ? Đây là shita, do vậy không đi với hai. Tokoro ni, ta tokoro ni có nghĩa là gì nhỉ, vào cái lúc gì đó thì đằng sau có một cái sự biến đổi, đúng nhỉ? Không phải nhá, ví dụ như là gì nhỉ, Tomodachi to, đúng nhỉ? Tomodachi to party o shiteiru tokoro ni, đúng nhỉ? Haha ga kaete kita, đang quẩy tiệc với bạn thì mẹ về nhà ấy. Đây phải chọn đáp đúng là 4. Tame ni, vì gì đây? Vì dậy muộn sáng nay, do vậy mà đã bị như thế. Câu số 6. Kare no name wa na desu. Yasui desu ne. Yasui sẽ đi với thẻ gì mọi người? Vemasu, đúng nhỉ? Về mát sự bỏ gì đấy, bỏ mát sự đi. Vậy thì chúng ta thấy động từ nhớ là oboemas, do vậy sẽ là oboeyasui, đúng nhỉ? À, tên của ai? Tên của anh ấy là Na, đúng không? Con trai tên Na. À, gì nhỉ? À, dễ nhớ nhỉ? Đáp án đúng là 4 nhá.
Như vậy là 44 sẽ là đáp án chính xác. Tiếp theo. Phong không biết CG có thấy bình luận của em không? Tròn bơ 44, Hà Trang 24, Tuyết 14. Tuyết này 14, Đinh Lan 72, sau lại 73, Ngọc Ruby 71. Hiền Thu 74. CC dặn nhé, các bạn comment hai câu một lúc, các bạn không comment lẻ nhé, nó sẽ rất là dài, khó mà đọc được hết comment của các bạn. Thành Bùi Trung 43, Hằng Thu 43, Hương Chip, Nguyễn Văn Sáng 14, Sang Mèo 31, Đức Nhật Nguyễn 43, Hà Hà 43, Lê Hồng 43, Nguyễn Thùy 14, Ngọc Như 11, Lan 43. Câu số 7. Tokyo Konya kara ashita no asa ni kakete yuki ni narimasu ga tokoro ni jiro ame ni naru desho. Tokyo ấy thì từ đêm nay cho đến sáng ngày mai, đúng nhỉ? Để chỉ một cái khoảng thời gian không gian nó không được cụ thể rõ ràng nhé. Nó không phải là từ mấy giờ mà nó là đêm nay nó có rất là nhiều cái khoảng biến thiên, đúng nhỉ? Rất là nhiều giá trị tương tự sáng mai vậy, thì người ta dùng thay vì dùng kara made, người ta dùng kara ni kakete. Tokyo ấy thì từ đêm nay đến sáng mai có tuyết và gì đó, từng nơi có mưa nữa, đúng nhỉ? Tùy từng nơi có mưa. Nào, Niyoruto là theo dựa vào, đúng nhỉ? Theo như nó diễn tả nguồn tin, đây không phải. Shitewa là về, Niyotewa đáp án đúng là số 3. Tùy từng nơi, đúng nhỉ? Đằng sau nó không phải là gì nhỉ? Thời tiết khác nhau, mấy cái từ chung chung như là chigaru hay là kaeru, henkasuru hay là samazama ấy, mà nó là một cái trường hợp cụ thể. Thì chúng ta sẽ dùng niyote wa thay cho niyote. Nitaiste là đối với hoặc là gì nhỉ? Hoặc là trái với, không hợp lý trong câu này. Câu 8. Kyonen made gakusei datta kanojo ga ima wa kyoushi gakusei tachi no mae ni tatte iru. Cô ấy năm ngoái còn đang là sinh viên, thế nhưng mà bây giờ đang gì nhỉ? Đang đứng trước học sinh, đúng nhỉ? Kyoushi là một từ chỉ nghề nghiệp, chức danh. Vậy thì nó phải dùng ngữ pháp toshite, với tư cách là một gì đấy, với tư cách là một giáo viên nhá. Các bạn có nitaiste là đối với, không hợp lý. Nitote là cũng là đối với, đối với tôi gia đình là quan trọng nhất, đúng nhỉ? Nishite wa là gì nhỉ? So với, đấy, không phải. Đúng của chúng ta phải là 3, nitatoshite. Tiếp theo. Hà Trang ồ sai rồi, Hằng Lê 33, Bích Hồng 33, Khắc Mạnh 42, Hà Hà 41, Bích Hồng 41, Hà Hà, Mai Trang 41.
Lê Hương 44, Hồng Ngát 31, Như Quỳnh 43, Hà Dương 41, Hằng Thu 41. Hằng Lê 41. Hoàng Phúc 43, Tony Ngọc 21, Bích Họ 41. Câu số 9 này. Mina ga yoku kikoeru okina koe de hanashita. Tôi đã nói bằng cái giọng to, đúng nhỉ? Mọi người có thể nghe thấy. À thì đây là để, đúng không mọi người? Để thì chắc chắn là tokoro ni hay là mitai ni là loại, chỉ còn tame ni ve yo ni thôi. Ở đây các bạn thấy có kikoeru. Kikoeru là dạng gì nhỉ? Dạng tự động từ. Tự động từ diễn tả trạng thái nghe được, đúng không? Nó không phải là thể khả năng đâu nhá. Thể khả năng là kikeru, đúng không nhỉ? Kikemasu. Đây là tự động từ trạng thái của cái từ kiku ấy. Thì chính vì là tự động từ trạng thái, nó không có tính ý chí, đúng không? Do vậy chúng ta sẽ phải chọn là yoni, không dùng tame ni. Tiếp theo câu số 10. Hiru gohan mo tabeta, ăn cơm trưa chưa? Ừ, gì đó. Kedo mada onaga ga suite iru, đúng nhỉ? Câu sau nó bảo là nó vẫn còn đói, đằng trước là nhưng, đúng nhỉ? Vậy thì phải là ăn rồi nhưng vẫn còn đói. Vậy đằng trước phải chọn cái nào là ăn rồi. Một này, taberu koto wa tabeta, đây là ngữ pháp koto wa ga, đúng nhỉ? Đây, ga đây là kedo nhá. À, ăn thì ăn rồi, đúng chưa? Đúng rồi. Đây là một. Cái đằng trước koto bạn có thể để thể tự hoặc thể ta đều được. Đằng sau bởi vì là đã ăn rồi nên bắt buộc phải là veta. Do vậy cái câu số 2 đảo lại là sai, đúng nhỉ? Không được dùng tabeta koto wa taberu. Việc đã ăn là sẽ ăn là sai nhá. Taberu you ni shita, you ni suru là gì nhỉ? Cố gắng làm gì, sai. Taberu koto ni shita, quyết định làm gì, không phải. Những cái này là cái you ni suru hay là koto ni suru ấy, nó là cái việc mà cố gắng hay là quyết định làm gì theo kiểu như là nó thành một cái gì đó lâu dài, chứ không phải là một cái hoàn cảnh tức thời. Chỉ có ăn mà cũng quyết định như thế không đúng, không hợp lý. Tiếp theo, Tròn Bơ 42, Thu Thảo 44, Hồng Ngát 41. Hồng Ngát 21, Bích Phượng 42, Ngọc Như 23, Hà Hà 11. Bích Hằng Lê 13, Như Quỳnh 22. Mỹ Đông Hưng 42, Trang 41, Ngọc Như 23. Em Mưa 21, Hương Quế 21. Bích Hồng 21, Bích Hậu 13, Xuân Nghĩa 22, Hà Trang 32. Câu 11, Honda nói này, Nihon keizai no shiryou desu ka? Sore de shitara internet de gì đó.
Yukiko so desne so shimasu. À, cái tài liệu kinh tế Nhật Bản á. Nếu thế thì đúng nhỉ? Nếu thế thì dạng lịch sự của Sore Datara nhá. Nếu thế thì ấy, bằng internet. Bạn Yukiko bảo à thế à, vậy thì mình sẽ làm vậy. Vậy chắc chắn là cái bạn đằng trước này sẽ phải khuyên nhủ bạn này làm đúng không? Một này, shirabe yoto omoimasu. Dạng yoto omoimasu là định làm gì đúng nhỉ? Định làm gì của người nói. Do vậy nếu mà chọn một thì nó là tôi định tìm hiểu, tôi định tìm kiếm bằng internet, sai đúng không? Bởi vì đang cần cái bạn dưới này là bạn ấy tìm hiểu cơ. Câu 2, shirabe tara dou desu ka? Ngữ pháp tara dou desu ka là cậu làm xem thế nào đúng không nhỉ? À thì hành động tìm hiểu này sẽ là hành động của cái bạn dưới này, chính xác không? Đúng rồi. Cậu thử tìm hiểu bằng mạng internet xem thế nào. Shiraberu to yokata desu ne, chưa tìm nên là không dùng yokata đúng nhỉ? Câu này sẽ đúng nếu là shiraberu to i desu ne, là cậu nên tìm xem thế nào nhưng mà chưa có làm nên là dùng yokata là bị sai nhá. Shirabete kudasai masen ka là gì nhỉ? Dùng te kudasai masen ka là bảo người khác làm nhưng mà làm gì đó cho mình đúng nhỉ? Thế nhưng đây là hành vi là cái người dưới này này người ta làm cho họ chứ không phải là làm gì đấy cho mình, do vậy dùng 4 là chưa đúng nhá. Câu số 12, Kimura nói này, ashita sensei ni atte soudan shiyou to omou n desu ga, ngày mai thì tôi sẽ gặp giáo viên để thảo luận đúng nhỉ? Sensei ni gì đó, mai motte denwa o irete oita hou ga ii desu yo, den soudan suru nara, soudan shitara, soudan sureba và soudan suru to. Ở đây các bạn thấy này, có cuộc hội thoại giữa hai người AB. Người A nói là ngày mai tôi gặp đúng nhỉ? Ngày mai tôi gặp và tôi sẽ sâu đàm với thầy. Vậy thì người B để tiếp nhận cái thông tin đấy và đưa ra gì nhỉ? Nếu thực trạng là vậy thì cậu nên làm như nọ, nên làm thế kia. Vậy thì chúng ta phải dùng ngữ pháp nara đúng nhỉ? Các bạn được học bài 6 ấy, 6.1 đấy. Nara là gì đây? Trong một hoàn cảnh cụ thể, trong một cái cuộc hội thoại, người nghe tiếp nhận thông tin đúng nhỉ? Nhắc lại cái thông tin mà người nói đã nói trước và đưa ra cái ý kiến hoặc là kêu gọi hành động đằng sau. Thì ở đây các bạn phải dùng denwa suru, xin lỗi, soudan suru nara. Soudan shitara là nếu mà, nếu thì nó diễn tả một cái giả định sẽ gì nhỉ, sẽ chưa biết là chính xác là bao giờ sẽ xảy ra, một giả định không có thật, trong khi đấy là người trên đã nhắc đến là sẽ gặp giáo viên ở trước rồi. Sư đề bà thì không hợp lý, nếu mà các bạn phân tích hai vế nó sẽ cùng chủ ngữ và cùng động từ ý chí, không được. Tô cũng thế nhé, táo gây là mang ý chí, không được, đúng sẽ là một đấy. Rồi tiếp theo câu cuối cùng của phần ngữ pháp điền câu này, Mỹ Đồng Hương xe hết rồi, Hồng Ngát 2, Như Quỳnh 2. Thu 2, Long 2, Hồng 2, Mai 4, Mai Trang 2. Trần Tuyết 2, Ngọc Như 2, Hương Chip 2. Câu số 13 này, Takashi, konya no yūshoku wa nani shimasu ka? Chắc chắn phải là nani ni shimasu ka, hỏi là sẽ lựa chọn cái gì đúng nhỉ? Nó giống như là nani wo tabemasu ka hay là nani wo erabimasu ka? Đúng là 2 nhá, không phải là D, hazu D hay là tsumori D. Như vậy là có bạn đúng có bạn sai. Tiếp theo chúng ta sang bài dấu sao. Dấu sao này, các bạn sẽ comment cái đáp án nhé. Nếu được thì các bạn comment thêm cách xếp của các bạn nữa. Đây xin cho to lên một chút nữa nhé.
Sao khó lắm sensei ạ? Khó cũng phải làm chứ, chả nhẽ bỏ. Thực ra cái dấu sao nếu mà các em biết cách thì nó cũng không khó, nó có cái cách hết. Tròn bơ 2, Như Quỳnh 3, Nguyễn Thùy 4, 2, 1, 3. Trần Tú 4, 3, 2, 1. Đặng Thị Thu Đông 3, Hồng Ngát 3, 4, 2, 1, Hà Dương 4, 3, 2, 1. Bích Hằng Lê 3, 4, 2, 1. Bích Hồng 4, 3, 2, 1. Phương Béo 4, 2, 1, 3. Để làm tốt dạng dấu sao thì các bạn sẽ cần phải nắm vững các ngữ pháp, các cách kết hợp của từ đúng nhỉ, của câu, cũng như là các bạn sẽ cần phải gì nhỉ, cần phải dịch được câu tốt. Chúng ta sẽ xem cái câu này. Kyo gì đó shimattan desu đúng nhỉ. Thứ nhất các bạn có wasurete koto datte và yasumi. Shimattan đây là shimatta, vậy đằng trước shimatta vậy là thể t đúng nhỉ. Ở đây có datte và wasurete thì là động từ phải là một đúng nhỉ. Như vậy các bạn sẽ điền cái gì nhỉ, điền cái wasurete vào đây, bắt buộc phải cố định nó vào đây nhá. Đấy, wasurete shimatta. Thì khi mà làm cái bài dấu sao này các bạn sẽ phải cố định đúng nhỉ, sẽ phải cố định cái phần đầu và phần đuôi. Tiếp theo wasurete là quên, quên cái gì đó thì phải là trợ từ o đằng trước đúng không. Vậy thì đây các bạn thấy có chỉ có hai là có o, vậy thì đây sẽ là cô tố đúng nhỉ, cô tố hai vào đây này đúng không, và CDT là một vào đây này. Tiếp theo các bạn có này Yasumi và Date thì không thể là Kyoa Date được đấy, nó rất là ngang, phải là Kyoa Yasumi đúng nhỉ. Vậy thì đằng trước này phải là Yasumi, vậy thì đây là 4 nhá. Và vậy còn lại dấu sao của chúng ta sẽ là mấy nhỉ, 3 Date đúng nhỉ. Các bạn có biết Date đây là gì không? Date nó chính là bằng đà tối ưu. Có phải là chúng ta được học tối ưu ở trong phần gì nhỉ? Tối ưu. Tối ưu chính là cái cách nói mà cái T này chính là cái cách dùng xuồng giã của cái gì nhỉ? Của cái tối ưu đúng không? Vậy thì câu này đầy đủ nó là Kyo yasumi da to yu koto wa wasurete shimattan desu. Tôi đã quên rằng đúng nhỉ, tôi đã quên cái việc là đúng nhỉ, cái về cái việc gọi là nói là hôm nay là ngày nghỉ nhá. Đúng, chúng ta sẽ là đáp án số mấy đây, 3 đúng nhỉ. Đấy, quan trọng là các bạn cần phải phân tích được. Tiếp theo câu 2, chỉ vì vì sao mọi người comment vì nhiều thế. Cái đát tê đấy nó không phải là đứng đầu câu đâu em ạ, nó đứng đầu câu nó mới là vì nhá, vì thế đúng nhỉ, là vì chứ còn nó là gì nhỉ, nó nối như vậy làm sao mà nó là vì được. Chẳng hạn như mình nói là gì đấy nhỉ, mai ni đúng nhỉ, mai ni sự xưng đề kudasai đát tê đúng nhỉ, đát tê itsumo michi ga Anata o matte iru yo, tức là hãy cứ tiến bước đi bởi vì ở phía trước có một con đường đang đợi các bạn. Thì các bạn mới dùng là datte như vậy, nhưng mà đây nó nối câu, nó phải là đầu một câu đâu mà nghĩa là vì. Các thánh comment vì Quang Tình 3142, Thành Ngô 4132, Trần Tú 1342, Khắc Mạnh Bạn 1342, Nguyễn Thùy 1342, Như Quỳnh chọn 3.
Sĩ Tuấn 1342, Hồng Ngát 1342, Võ Quỳnh 1342. Câu số 15 này, Anohito gì đó hito desio. Đúng nhỉ? Bỏ cái này đi. Yasashi so ni tsumetai miemasu ga jisai wa. Trước hết các bạn có hito, đây là danh từ, vậy đằng trước nó phải là gì nhỉ? Phải là futsuke hoặc là một cái nối bằng no. Ở đây bạn thấy có yasashi so ni không thể ghép với hito này. Tsumetai tính từ đối y ghép được không? Ghép được. Miemasu ga không thể ghép được. Thực ra là ghép được, thế nhưng mà như vậy thì tự nhiên cái người nó lửng lơ, nó không có cái gì đi kèm nữa, sai. Jisai wa cũng không được. Đây sẽ là tsumetai. Như vậy các bạn sẽ cho hai vào đây. Còn yasashi so ni miemasu ga và jisai wa, đúng nhỉ? Vậy thì có một cụm cố định, đấy là so ni mieru. So ni mieru có nghĩa là trông có vẻ nhá. Vậy thì sẽ phải là yasashi so ni, đúng nhỉ? Miemasu ga. Đấy. Như vậy là chúng ta sẽ có hai cách xếp. Một, đấy là yasashi so ni miemasu ga vào hai cái này. Vậy thì còn jisai wa vào đây. Cách thứ hai là yasashi so ni vào đây và miemasu ga thì jisai wa vào đây. Thế nhưng ghép như thế thì nó sẽ nghĩa nó sẽ không thể nào mà dịch được, đúng nhỉ? Đúng, chúng ta phải là đây. Yasashi so ni. Đây là gì nhỉ? Miemasu ga, trông có vẻ là gì nhỉ? À, kiểu như là hiền lành thân thiện, đúng nhỉ? Dễ gần, chan hòa. Đấy. Thế nhưng mà jisai wa, đúng nhỉ? Thế nhưng thực tế ấy, lại là người gì đây? Lại là người lạnh lùng nhá. Vậy thì đối tứ đụng chúng ta là 1 này, 4 này. À đây là mấy? Đây là 3 này. Gì sai là mấy nhỉ? 4. 1, 3, 4, 2 các bạn sẽ khoanh sang bằng. Tiếp theo. Chúng ta sẽ làm hết mấy câu dấu sau thì chúng ta sẽ nghỉ nhá. Bởi vì cũng không đủ thời gian để làm cái câu ngữ pháp trong đoạn văn. Thì những buổi like về sau, đoạn gần cuối thì sẽ like cho các bạn một vài bài ngữ pháp trong đoạn văn. Chúng ta sẽ làm một vài câu dấu sau, kết thúc đề nữa là chúng ta sẽ nghỉ. Sang mèo 15 em đúng. Vũ Gia Hải CG chỉ cần đánh số thôi ạ. À tại vì là muốn phân tích cho các bạn một chút, đúng nhỉ? Đấy, cho nên là nó hơi lành cành CNC thì rất là thích phân tích, ít khi mà thích gọi là ngắn gọn. Long 2, Trần Tú 2, Bích Phượng 2431, Như Quỳnh 1, cái câu số 4 này bị thiếu mọi người nhá, bị thiếu chữ nhị. CC gõ đánh sai, đánh thiếu chữ nhị. Câu số 16, người vợ này sai phú gì đó no baka chồng của men bố cư ga warui. À anh xin lỗi, là anh sai rồi. Ake ta đã mở, ake ru na ve ru cộng na là không được mở, na ze tại sao, to ita người đã nói, đúng nhỉ? Vậy thì chúng ta thấy
Đằng trước no đây phải là gì các bạn? Đằng trước no này đúng nhỉ? Phải là thẻ futsuke đúng không nhỉ? Vậy thì đây chỉ có thể là ake. Aketa đúng chưa? Aketa no chứ không thể là akeru na no hay là naze no hay là toita no ni no được đúng nhỉ? No đây chắc là futsuke đằng trước. Tiếp theo, các bạn thấy này, sai phù hộ này đằng sau phải là động từ đúng không? Vậy thì ở đây có aketa cho ở đây rồi, vậy thì đương nhiên đây phải là gì nhỉ? Đây phải là akeru na. Cái này các bạn còn không cần phải suy luận nhiều ấy đúng không? Có thể chọn được dễ dàng luôn nhá. Thế nhưng mà cũng hơi lừa đấy, tại sao các bạn không cho aketa vào đây đúng nhỉ? Vậy thì còn hai cái là naze và toita no ni. Vậy thì akeru na là không được mở thì đằng sau nó phải là câu nói của người kia đúng nhỉ? Toita no ni và đây là naze. Câu này có nghĩa là gì nhỉ? Thứ tự đúng của chúng ta là 2 này, 4 này, 3 này, 1. Khoanh mấy đây? Khoanh 2. Câu này tôi đã nói là cấm không được mở ví tôi ra, thế mà tại sao anh lại mở? Đồ ngốc đúng nhỉ? Và chồng biết câm nín. Xin lỗi đúng không nhỉ? Anh sai rồi, em xin anh xin lỗi em đây đúng nhỉ? Tiếp theo. Đã bảo đừng mở ví mà sao lại mở ra vậy? Hằng Lê phân tích mới nhớ được thầy ơi. Hiền Tuyết lại sai. Thôi cố gắng câu sau đúng nhé Hiền Tuyết sang nha. Tony Ngọc 3241, Huyền Huyền 2431, An Phượng chọn 2. Đặng Thị Thu Đông, CZ thấy được comment em không ạ? Tự biết nha, tự biết có thấy được không nha. Hằng Lê 1423. Như Quỳnh chọn 3. Hà Dương 2431. Chúng ta phân tích câu số 17 nhé. Ryoko gì đó ga kokunai ni mo subarashi tokoro ga takusan aru no ni. Các bạn thấy có đây là trợ từ ga đúng nhỉ? Vậy thì trước ga phải là gì đấy? Phải là gì nhỉ? Phải là thẻ futsuke đúng chưa? Thẻ futsuke hoặc là thẻ matsu, thẻ deshita gì đó. Vậy thì đây chỉ có mỗi hai cái là 1 hoặc là 4, bởi vì đây là hitoga oi sẽ đi được với ga lần sau, hoặc là ikitagaru đúng nhỉ? Tại sao lại có cái ikitagaru? Đó là ngôi thứ ba ấy thì sẽ dùng ikitagaru. Ví dụ tôi muốn đi này, watashi wa đúng nhỉ? Nihon e, nihon ni. Các bạn nên dùng từ ni nghe cho nó đỡ. Dùng trợ từ e nó hơi bị gọi là kodomoppo ấy, nó hơi trẻ con mà nó cũng không được chuẩn chỉnh. Nhật dùng trợ từ ni nhá. Watashi wa nihon ni ikitai. Tôi muốn đi Nhật. Nhưng mà nói cho người thứ ba ấy không được dùng là Tanaka san wa nihon ni ikitai. Đúng nhá. Bởi vì là cái muốn ấy, muốn đi là một cái trong nội tại của anh đó. Chúng ta không phải anh đó nên chúng ta không thể biết được chính xác là muốn như thế. Trong trường hợp này các bạn có hai cách. Một là các bạn sẽ gì đây nhỉ? Các bạn sẽ bỏ y, các bạn thêm số đề sự vào. Tanaka sawa nihon ni ikita đúng nhỉ? Sodesu. Đấy. Ikita sodesu hoặc là gì nhỉ?
hoặc là các bạn cách này thì ít dùng hơn. Cái cách hai là người ta sẽ bỏ y và thêm garu vào, nó thành Tanaka sawa nihon ni ikita garu hoặc là garimasu nhé, tùy các bạn. Đây dạng lịch sự là ikita garimasu, có nghĩa là anh ấy muốn đi, dùng trong ngôi thứ ba. Đấy, các bạn nhớ cái điều đấy nhá. Thì ở đây chúng ta thấy này, cuối này có thể là hito ga oi hoặc là ikita garu để đi viga. Tiếp theo chúng ta có này, kai gai ni là nước ngoài đúng không? Vậy thì đi phải là đi đâu, đúng nhỉ? Đi đâu, đây trợ từ này chắc chắn. Vậy thì hai phải trước bốn, các bạn đã xếp được hai trước bốn này. Kai gai ni ikita garu, đúng nhỉ? Được chưa? Tiếp theo chúng ta có hito ga oi và toyuto. Thì ở đây toyuto ở đây là thực ra là một ngữ pháp n2 các bạn chưa được học. Nó nghĩa là cứ nhắc đến cái điều gì đó thì người ta lại tưởng tượng ra một cái gì đấy, đúng không? Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái đầu tiên này ấy, đúng nhỉ? Sẽ là toyuto luôn, bởi vì nó đằng sau danh từ. Cứ nhắc đến đi du lịch ấy thì đấy. Thì gì đây? À các bạn lại có này. Nếu mà đến đây là có thể chọn được đáp án luôn là cái toyuto này là 3, đúng nhỉ? Nhưng mà nếu mà muốn phân tích tiếp để mà dịch ra được ấy thì chúng ta xem ở cái câu sau người ta là như thế nào nhé. Kokunai ni mo, ở trong nước cũng có rất là nhiều cái địa điểm tuyệt vời, đúng không? Vậy đây có nghĩa là cứ nhắc đến đi du lịch ấy thì nhiều người, đúng không nhỉ? Cái người mà muốn đi nước ngoài thì nhiều, đúng không? Đấy. Vậy thì đây để có cái ý đấy sẽ là hito ga oi, đúng nhỉ? Được chưa? Thứ tự đúng của chúng ta là 3 này. Tiếp theo là gì nhỉ? Kai gai ni là mấy đây? 2. Tiếp theo là gì nhỉ? Ikita garu. Và cuối cùng là gì nhỉ? Hito ga oi. Đấy. Cứ nhắc đến đi nước ngoài thì có rất là nhiều người muốn đi đến những cái địa điểm ở nước ngoài. Thế nhưng mà trong nước cũng có rất là nhiều chỗ đẹp đấy chứ. Như Việt Nam mình chẳng hạn, đúng không? Rất là nhiều chỗ thật là tuyệt vời nhá. Tiếp theo này. Câu 18, câu cuối cùng. Mai mấy giờ anh like? Mai không like, mai không có lịch like. Thứ 3 like N2, còn thứ 5 like N3 nếu như không có việc gì đột xuất, nếu như không có lý do về sức khỏe gì đó. Khắc Mạnh 3214, Hằng Lê 2314, Tony Ngọc 3214, An Bích Phượng 3214, Như Quỳnh 1, Ngọc Như 3. Nguyễn Thùy 3124, Bích Hồng 3214, Hoàng Hữu 3214, Thu Thảo 3214. Câu số 18, câu cuối cùng. Watashi wa tokuni kono eiga ga suki da, gì đó, gurai mita.
Các bạn có này, kyo nen kara wa ke de wa nai ga toyu và jukai ijo. Thứ nhất chúng ta có, các bạn để ý thấy có wa ke de wa nai, đây có toyu thì chắc chắn phải là toyu, đúng nhỉ? Toyu đằng sau là gì đấy? Wa ke de wa nai ga, đúng chưa? Chúng ta sẽ có mấy, ba sẽ trước gì nhỉ? Hai. Vậy thì còn kyo nen kara và gì nhỉ? Và à, vậy chúng ta có cái này sẽ đằng trước sẽ là thể futsuke, đúng nhỉ? Thể futsuke. Vậy thì đây yu nen kara không thể ghép được kèm với to yu này, cái này ijo này cũng không thể ghép kèm. Vậy thì đây chỉ có thể ghép vào đằng sau cái từ suki da, bởi vì có da đây là thể futsuke. Vậy thì đây sẽ phải là to yu, đúng chưa? To yu này đằng sau là gì nhỉ? Wake de wa nai ga nhá. Vậy thì còn 1 và 4. Vậy gurai, gurai là khoảng. Vậy thì chắc chắn là khoảng, là khoảng số lần, đúng nhỉ? Con số ở đây ijo. Đấy, vậy thì đây sẽ là kyonen kara. Đây sẽ là mấy nhỉ? 3 2 1 4. Như vậy là có khá là nhiều bạn đúng nhá. Đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án số 1, kyonen kara. Đấy, như vậy là cũng tròn 2 tiếng rồi đấy nhỉ. Rồi, hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục nhá. Thì đọc hiểu thì những cái giai đoạn gần cuối thì sẽ chữa cho các bạn một vài buổi, bởi vì cái thời gian có hạn, cũng không thể nào mà một buổi có thể chữa được hết một cái đề đọc hiểu đâu. Nó rất là dài. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và những cái lần sau thì nhớ là share livestream cho Sensei nhá, comment bạn bè vào làm cùng cho vui, cho có không khí, đúng nhỉ? Hôm nay là hơi bị trùng xuống ấy, lần đầu tiên live là hôm đấy là bị mất hình như là mất mạng giữa chừng thì phải, có không hình có phải không nhỉ? Nhưng mà đến lần cuối cùng là cũng được 100 bao nhiêu, gần 180 mấy người xem. Hôm nay trụ đến cuối thì chỉ còn có hơn 100, chắc là bởi vì giờ này ở bên Nhật là cũng 11 giờ rồi, đúng nhỉ? Phải đi ngủ đúng không? Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái buổi sau.